Trong phần trước, La Hầu đã sách đao đến sân thí luyện, chỉ xuất thủ một lần đã đưa tất cả những người khinh thường mình xuống đất mẹ gặp Diêm Vương. Toàn bộ khán giả cùng đấu sĩ đang quan chiến đều há mồm kinh ngạc. Lão gia chủ trì lên tiếng trách tội hắn, hành động của hắn là đang hiên ngang khiêu khích và gây rối. La Hầu thản nhiên đáp lời, đào thải kẻ yếu, giữ lại cường giả không phải là quy tắc của thí luyện hay sao? Nói rồi hắn lớn tiếng tuyên bố nếu có ai cảm thấy hắn có tội thì cứ xuống sân khiêu chiến, thắng rồi mới có tư cách định tội. Hành động ngông cuồng này làm cho nhiều người bất mãn. Một tên đấu sĩ nhất đẳng nhảy xuống sân, trên miệng to mồm là như vậy, nhưng đối mặt với La Hầu thì cũng chỉ có thể chống được một chiêu thì đã bị chém rụng. Thực lực này làm cho đám người đang quan chiến lại khiếp sợ lần nữa. Tuy nhiên, vẫn có người không phục, rất nhiều đấu sĩ đã xuống sân thi đấu, ròng rã vài ngày vài đêm. La Hầu đều ở dưới sân nhận khiêu chiến, những kẻ dám xuống sân đều bị chém, tiểu tử này đúng là quái vật mà. Cảm thấy ở đây không có ai ngăn cản nổi nữa, bọn chúng lập tức đi thông báo cho vương đến xử lý. Người đến là Khổ Vương, chủ nhân của phế đô Tản Tích. Vừa nhìn thấy hai thanh đao trên tay La Hầu, Khổ Vương liền bất ngờ, hóa ra tên này cũng biết đến lai lịch của nó. La Hầu cũng ngạc nhiên vì điều này. Năm xưa Khổ Vương cũng bị bắt đi vì không chịu nổi thí luyện nên đã đánh lén tịnh y rồi bỏ chạy ra ngoài. Bây giờ nhìn thấy La Hầu có thể thông qua khảo nghiệm tàn khốc đó, gã cũng có chút đồng cảm với người thanh niên này. Hai người đều có điểm chung và có quá khứ bất hạnh. Thế là Khổ Vương đã đưa ra phán quyết La Hầu vô tội. Tuy nhiên gã lại rất hiếu kỳ, người có thể thông qua bài khổ luyện ghê gớm của tổ tiên Atula sẽ như thế nào. Vừa dứt lời, liền tung một chưởng đánh La Hầu ra ngoài. La Hầu muốn giết chết Khổ Vương để báo thù cho Thời Vũ. Hắn bạo phát sức mạnh rồi cầm đao lao lên. Khổ Vương chỉ cần đứng yên phóng ra vô số luồng kinh lực đẩy lùi hắn, sau đó lao lên túm đầu hắn ta đá xuống đất. Tưởng là chiều này đã hạ đo ván được La Hầu, ai ngờ hắn đã vòng qua phía sau rồi vung một chưởng đánh trọng thương Khổ Vương. Đến đây thì Khổ Vương cũng chiến đấu nghiêm túc, La Hầu đã dùng hết sức mạnh nhưng vẫn không thể nào tiếp cận hay đả thương được đối thủ. Điều này cũng dễ hiểu, hắn chỉ là ngôi sao mới lộ tài năng, còn gã là kẻ đã chinh chiến khắp nơi, kinh nghiệm tích lũy đầy mình, La Hầu hiện tại không phải đối thủ. Khổ Vương chủ động dừng lại trận chiến, ban nãy chỉ là đánh ra hũ một chút để xem sức chiến đấu của hắn như thế nào mà thôi. La Hầu lại không muốn dừng lại, hắn còn muốn báo thù cho huynh đệ. Khổ Vương lại phản bác, gã không hề giết chết huynh đệ của hắn. Đấy là Thời Vũ tự lựa chọn, quy tắc của Atula là như vậy. Nếu như hắn đứng cùng độ cao như mình thì sẽ biết phải làm như thế nào. Lời này làm cho tất cả người xung quanh bất ngờ, hàm ý trong câu nói là tán đồng để cho La Hầu xưng vương. Nhưng mà danh xưng này là phải chiến đấu mà có, chiến tích chính là tất cả. Hắn cần phải đi chào hỏi hai vị vương còn lại, dùng thực lực của mình đạt được sự công nhận của bọn họ. La Hầu bị lời này làm cho lung lay, hắn không thích cái quy tắc của Atula, nếu đã không thể thay đổi, vậy thì hắn sẽ tự đặt ra cái mới. Hắn lên đường đến Khổ Châu tìm gặp Trảm Vương, Trảm Vương cũng biết được sự quật khởi của La Hầu, nếu như theo vận mệnh thì bọn họ chắc chắn sẽ gặp nhau. Đi đến Khổ Châu hỏi thăm nơi ở của Trảm Vương, hắn đến để khiêu chiến. Hai tên đấu sĩ nhanh chóng ra chặn đường, muốn tìm vương thì trước tiên phải bước qua được bọn họ đã. La Hầu chỉ cần vài chiều đã hạ đo ván được đối thủ, nhưng mà bọn họ cũng không biết tung tích Trảm Vương đang ở nơi nào cả. Hai cha con quản sự ở phế đồ cũng bám theo hắn đến đây. Bọn họ rất hứng thú với La Hầu và tin rằng hắn sẽ trở thành vị vương thứ 4, người lãnh đạo của bọn họ. Cô gái tiết lộ cho hắn biết vị trí của Trảm Vương là ở cấm địa Huyền Nhai, chỗ đó rất thần bí và nguy hiểm. Đúng như những gì đã cảnh báo, La Hầu vừa đi tới cấm địa Huyền Nhai thì đã gặp phải vô số cạm bẫy. Đầu tiên là bị một sợi xích khóa chân rồi kéo lê đi như cục đá. La Hầu vội dùng đao chặt đứt xích để thoát ra. Ngay sau đó lại có vô số cái gai sắc nhọn từ mặt đất nhô lên. Sau khi giải quyết được những cái gai sắc nhọn này thì cơ thể cũng đã bị trọng thương. Dù là vậy thì hắn cũng không muốn từ bỏ, ai cũng không cản nổi mình. Trong đầu vừa nảy ra ý nghĩ này thì cơ quan lại khởi động. Một tảng đá khổng lồ lăn xuống dưới, thế là hắn lại phải co chân bỏ chạy. Cơ thể đánh bay vào tảng đá. Sau khi thoát được cục đá khổng lồ thì lại rơi vào một cái bẫy khác là một cái giếng cạn. Bên dưới được bố trí vô số gai nhọn, La Hầu suýt chút nữa bị biến thành con nhím. Rất may là hắn đã kịp thời dùng dao cắm vào vách đá giữ cho mình không rơi xuống, sau đó chậm rãi bò lên trên. Sau khi đã vượt qua được rất nhiều cạm bẫy thì cơ thể cũng đã bị thương nặng. Chào đón là một cô gái tên là Tân Nguyệt, thê tử của Trảm Vương. Cô gái này vốn đã là người chết, chỉ là Trảm Vương đã cưỡng ép mang theo cô từ âm giới đi ra ngoài. Nhưng trước khi kịp thoát thân thì cánh cổng đã đóng lại, cơ thể bị mắc kẹt giữa nhân gian và âm giới. Một nửa cơ thể của cô đang ở bên ngoài, nửa thân dưới bị mắc kẹt lại. Tân Nguyệt có khả năng nhìn tiên đoán, vận mệnh tương lai thâm ảo khó dò, ngay cả thần cũng không thể nhìn thấu.
Cô chỉ là nhìn trộm được một chút dấu vết trong đó, cùng một chút ám chỉ, cho nên biết được là hồ chính là mấu chốt quan trọng để Atula quật khởi trở lại thiên giới. Đang bận trò chuyện cùng với Tân Nguyệt thì Trảm Vương chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện ở phía sau. Gã túm đầu La Hầu úp mặt xuống đất, sau đó dùng dao định móc mắt hắn. La Hầu nhanh trí thoát ra rồi phản công. Hai bên chiến đấu vài chiêu, thế công của hắn vô cùng mạnh mẽ, nhưng Trảm Vương lại quá linh hoạt, dễ dàng ngăn cản toàn bộ công kích. Thậm chí chỉ cần dùng một con dao đã đâm trọng thương được hắn. La Hầu vẫn không bỏ cuộc, kết quả cho sự cố chấp này là bị ăn thêm rất nhiều cú đấm. Trảm Vương tự tin cho rằng đây chính là khoảng cách giữa hắn và mình. Dù hắn có đứng dậy bao nhiêu lần thì cũng sẽ nhận được kết cục tương tự. La Hầu muốn quyết chiến đến cùng, nhưng đối thủ lần này lại quá mức kỳ dị. Gã từng hấp thu một quặng sắt hiếm nên chỉ với một cái ý niệm, cánh tay liền có thể tùy ý biến ra đủ loại vũ khí. Có thể nói rằng năng lực của Trảm Vương biến hóa quá ảo diệu. Công và thủ đều có thừa, La Hầu hoàn toàn không có cơ hội tiếp cận lại gần. Dù liên tục bị ăn đòn thì hắn vẫn không muốn dừng lại. Hắn bạo phát đấu hồn, sức mạnh cuồn cuộn tuôn ra ngoài. Thời gian xung quanh bị làm chậm lại 100 lần. Hành động của Trảm Vương giống như bị đứng yên, nhờ vậy mà gã ta bị chém một đao vào ngực. Dù đang bị áp chế thì Trảm Vương vẫn có thể phóng ra một kích đánh bay La Hầu ra xa. Hai người đứng dậy, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu thì Tân Nguyệt đã yêu cầu dừng tay. Cố tiết lộ chuyện hắn đã được tổ tiên Atula chỉ dạy, điều này làm cho Trảm Vương bất ngờ. Gã thừa nhận thực lực của hắn, đồng thời còn dùng nửa khúc sắt hiếm để cường hóa song đao cho hắn. Gã nhắc nhở La Hầu hãy cẩn thận vì vương còn lại, cô ta là một nhân vật hùng ác thần bí. Hắn đi tới Bại Đô để tìm Uyên Vương, nơi này giống như là vùng cực Bắc, không khí vô cùng lạnh lẽo. Băng tuyết quanh năm, Uyên Vương sống trong một tòa cung điện băng. Các Atula đều không dám tiến lại gần cung điện, ngoài sân lại có vô số thiên binh bị đóng băng. La Hầu được một cô gái dẫn vào gặp Uyên Vương. Cô ta cũng biết hắn sớm muộn sẽ tìm tới nên đã chuẩn bị thức ăn đãi khách. Thịt trên bàn chính là thịt của thiên thần, thậm chí còn dùng máu thiên thần để làm đồ uống. La Hầu cũng giật mình vì điều này. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ hơn nữa là Uyên Vương cũng là người cùng thế hệ với Liêu Kỵ. Năm xưa cô và bọn họ cùng ngồi phi thuyền tiến vào thế gian. Cô cho biết Atula vốn là đấu thần của thiên cung, bẩm sinh hiếu chiến. Bởi vì cá tính không chịu trói buộc nên thiên thần coi bọn họ là dị loại, mượn cớ bắt giam lại. Bất mãn tích lũy lâu dài đã xảy ra chiến tranh giữa Atula và thiên thần. Nhưng do quân số hai bên chênh lệch quá xa, Atula trọng thương thảm trọng. Cuối cùng chỉ còn lại 99 người là may mắn sống sót. Dưới sự dẫn đầu của Lưu Kỵ và Tịnh Y, 99 người đã lên thuyền đi tới thế gian để sinh sống phát triển. Uyên Vương là một trong số những tổ tiên của Atula. Cô ta tiến lại gần và muốn La Hầu dùng bữa nhưng hắn lại lưỡng lự. Sau khi tỉnh táo lại thì hắn mới ngỡ ngàng, những gì xảy ra ban nãy lại là ảo giác do Uyên Vương tạo ra. Cô ta vẫn ngồi yên một chỗ chưa từng đứng dậy. La Hầu không dùng bữa vì hắn từ trước tới giờ vẫn chưa từng thấy thiên thần. Uyên Vương dẫn hắn ra ngoài nhìn các thi thể của thiên binh. Bọn họ bị đóng băng chứ không chết. Đây chính là sự tra tấn tàn bạo. Các thiên binh được thả xích ra ngoài. La Hầu vung kiếm chém dụng mấy tên thiên binh rồi lao về phía Uyên Vương. Cô ta dễ dàng điều khiển băng cầm chân hắn lại. La Hầu chưa kịp biểu diễn sức mạnh thì cơ thể đã bị đông cứng thành cục thịt đông lạnh. Không muốn mình thành tượng băng trưng bày. Nội tâm hắn trỗi dậy, phá tan lớp băng thoát ra ngoài rồi cầm đao chém liên tục về phía Uyên Vương. Hành động này làm cho cô phẫn nộ, cô tạo ra vô số xúc tu màu đen quỷ dị tấn công. Các xúc tu này biến hóa khôn lường, còn có thể hợp lại thành một cái xúc tu khổng lồ, quật cho La Hầu chật vật. Hắn leo lên xúc tu, dùng hết sức mình đâm một đao vào ngực Uyên Vương. Đến đây La Hầu đột nhiên tỉnh lại, hắn cực kỳ kinh ngạc, hóa ra trận chiến ban nãy vẫn chỉ là ảo cảnh. Uyên Vương chưa từng đứng dậy, chẳng biết từ khi nào mà hắn đã rơi vào trong ảo mộng của đối phương, thậm chí không chỉ một tầng. Uyên Vương cũng cảm thấy hắn có bản lĩnh. Cô không muốn đánh nhau như hai vị vương trước đó. Cái cô muốn là xem ý chí của hắn mạnh như thế nào. Uyên Vương nhắc nhở hắn rằng dù sau này có thành vương hay không thì thiên thần vĩnh viễn là kẻ địch của hắn. La Hầu bước ra ngoài dưới sự vui sướng của hai cha con quản sự. Điều này đồng nghĩa rằng sức mạnh của hắn đã được công nhận. Tuy nhiên, La Hầu lại tự biết sự chênh lệch của mình và ba vị vương nên đã chọn cách khiêu chiến liên tục và không ngừng để gia tăng kinh nghiệm chiến đấu. Hắn khiêu chiến tất cả đấu sĩ dưới trướng Tam Vương, dùng sức một mình đấu với mấy chục đấu sĩ. Chưa kịp để cho bọn họ ra tay thì đã bị La Hầu chém rụng, thực lực cũng quá mạnh rồi. Đến đây thì không còn ai ý kiến nữa, La Hầu chính thức được phong vương, lấy danh hiệu là Cuồng Vương. Trong thời gian Atula xuất hiện vị tân vương trẻ tuổi,
thì thiên giới cũng xuất hiện thiên tài trẻ tuổi. Một trong số đó là Như Lai, danh hiệu Tôn Giả. Tất cả kim giáp thiên binh của thiên cung đều không đỡ đổi một chiều. Đột nhiên lúc này, Đế Thích Thiên cho triệu tập tất cả chúng thần đến Ngọc Hư Điện để bàn bạc về chuyện thảo phạt Atula. Đến đây thì tập phim đã hết rồi, diễn biến video sau sẽ là cuộc chiến của Atula và thiên giới, đặc biệt là cặp đối đầu giữa Như Lai và Cuồng Vương La Hầu. Các bạn hãy cùng chúng mình đón xem nhé. Xin chào!